là Tuấn Dẫn với Lê Lộc thì hai gia đình có gặp mặt nhau rồi. Thì quyết định đám cưới hay không là do Lê Lộc với Tuấn Dũng thôi. Thì là Lộc nói là cũng không có cần đám cưới đâu mẹ, tại vì mọi người cũng biết là con với anh Dũng quen nhau rồi. Và Lê Giang xin kính chào quý độc giả của Giang nè. Thì nói chung là Tuấn Dũng với Lê Lộc quen cũng lâu rồi, thì mọi người cũng biết, mọi người cũng hỏi Lê Giang. Thì đợt rồi Lê Giang định không nói, nhưng mà lát nữa Lê Giang lát nữa Lê Giang nói luôn rồi. Là Tuấn Dũng với Lê Lộc thì hai gia đình có gặp mặt nhau rồi, thì quyết định đám cưới hay không là do Lê Lộc với Tuấn Dũng thôi. Còn cái chuyện là hai bên gặp nhau để cho biết rằng là hai đứa quen nhau, và còn cái chuyện đám cưới thì để con nó quyết định. Vấn đề đây là chị mẹ chỉ có trách nhiệm là chúc cho hai con hạnh phúc thôi, mẹ cũng không có ý kiến gì. Còn nếu như mà cần gì thì mẹ sẵn sàng giúp. Còn việc hạnh phúc của hai con thì để hai con quyết định. Không, tại vì lúc mà hai bên gặp nhau thì chị về chị có hỏi là Lộc ơi, rồi quyết định đám cưới như thế nào, thì Lộc nói chắc tụi con không có làm đám cưới. Nó là ý của con chị thôi, thì chị chỉ nghe vậy thôi. Con chị nó nói sao chị nghe vậy, hồi nãy không hỏi giờ hỏi cái chị nói luôn rồi. Thì là Lộc nói là cũng không có cần đám cưới đâu mẹ, tại vì mọi người cũng biết là con với anh Dũng quen nhau rồi. Cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm. Con gái của chị đặc biệt, con cái là nó không có phải là nó sống rất là nghĩa là chị không biết nói sao mà nó ổn định, nghĩa là nó thoải mái, nó không có đòi hỏi, hay là nó không có một cái sự nào mà nó chỉ là yên phận đó, nó gọi là yên phận đó. Đã kiếm cái chữ yên phận hoài mà không ra. Nói xin lễ thì Lê Giang cũng không quyết định luôn, tại vì con gái của Lê Giang là người quyết định. Con gái thương đâu thì mẹ nghe đó, và con gái muốn gì thì mẹ chiều đó. Tại vì thời buổi bây giờ chứ không phải như ngày xưa là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Cho nên là Lê Giang được một cái thoải mái là rể dâu gì cũng vậy, là thương như là con ruột trong gia đình vậy đó. Quý mến, không có phân biệt, hay là không có gọi là làm cho con nó khó xử. Hãy con thấy như thế nào ổn thì mẹ nói là mẹ nghe theo thôi. Mọi người thấy bà nữ dữ dằn, mọi người thấy bà nữ khó này kia nọ, nhưng mà không có đâu. Ngoài đời Lê Giang rất là dễ và rất là thương con, và rất là nghĩa là nhẹ nhàng lắm, không có làm cái gì khó khăn để cho áp lực con cái hết á. Mà Lê Giang là mẹ thì Duy Phước với Lê Lộc cũng là Phước thì diễn từ lâu rồi, còn Lê Lộc thì mới vào nghề mấy năm nay thôi, nhưng mà khán giả thương mến Lê Lộc. Còn Phước thì khán giả biết trước Lê Lộc nhiều hơn, là tại vì lý do Phước diễn từ hồi nhỏ lận. Cho nên là đương nhiên là nhắc mẹ Lê Giang thì Lê Giang là thì kèm theo là Lê Lộc. Cho nên là mọi người cứ nghĩ là không phải là mẹ đè con, là con đè mẹ gì đâu. Nhưng mà tại vì khán giả thương là thương Lê Giang và cả Lê Lộc luôn. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.